cánh tà sắp hạ cánh. Quý khách kiểm tra lại dây an toàn được cài chặt, dựng lưng ghế thẳng đứng, cài bàn ăn phía trước và mở tấm che cửa sổ. Xin cảm ơn. Vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, bây giờ là 11 giờ 15 phút buổi sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Quý khách ngồi yên tại chỗ và cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cái dây an toàn đã tắt. Một lần nữa, quý khách không sử dụng điện thoại, di động, máy thu phát, tránh tập rơi và bỏ quên cả hành lý bên trong. Cơ trưởng Nguyễn Quốc Khánh, tiếp viên trưởng Phạm Thị Nhận và phi hành đoàn chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.